can go away thì I cannot pass that snow. Cái nhà gỗ cả nhà, về nhà gỗ bây giờ tuyết phủ khắp nơi rồi, vẫn chưa tan hết, bây giờ phải chờ tuyết tan hết rồi mới có thể về nhà gỗ chơi được. Đang lái máy dỡ nhà, đang dỡ cái nhà này nè cả nhà. Nhà ma hôm bữa thì nói là yeah, but he's still doing until this afternoon. We can see it when we are back because now it's still so cold for William. It's strong windy. Chú của em Bon đang dỡ nhà. Okay. About William. Okay. Yuri vẫn muốn đi xem thì nhà mình cũng sẽ đi xem. Gió lắm luôn á, bão tuyết mà. Nhưng mà chú và Bon vẫn còn phải làm. Đi ra siêu thị mua, tại vì đợt hè vừa rồi sinh nhật Thúy mẹ chồng có tặng một cái thẻ đi, gọi là thẻ đi chợ á. Thì ở đây là một cái siêu thị gần chỗ nhà ông bà á. Thì bây giờ nhà Thúy sẽ ra và dùng cái thẻ này. Ở chỗ này đường đang làm nên hơi lắc á cả nhà. Xung quanh đây thì chủ yếu là rừng thôi. Rồi. Chỗ này êm hơn rồi. Thì cái chợ này là nằm phía bên này. Còn cái chỗ mà lên thành phố gần đây nhất thì đi tầm 20 phút thôi là đến trung tâm thành phố. Là thành phố gần nhất nhưng mà nó không có quá lớn, nhưng mà đó là trung tâm. Còn chỗ này nhà Thủy cũng đi ra qua một cái chợ là gần đây hơn. Có tội đường xấu. Yeah, because so much tree. Chỗ này thì đỡ gió hơn, tại vì cây nó chắn hết gió rồi cả nhà. Cả nhà xem, rừng chắn hết gió rồi. Mấy rừng này là có việt quất hết á. Bây giờ Thúy vào mua đồ trước. Còn em Bon đang ngủ trên xe nên là Yuri sẽ ở lại trong Bon một chút xíu. Thúy đã đi mua rồi. Ủa bạn trai đánh răng điện sao mà rẻ vậy cha? Ở đâu hả nhỉ? Bạn trai đánh răng điện. Rẻ quá. Nhưng mà nhà Thúy đã mua rồi. Bộ đồ hình gấu trúc. Thì sẽ mua cái bộ đồ hình gấu trúc này cho em Bon. Ta-da. Cái món bánh này thì đã chờ đợi một năm trời để được ăn nó. Bây giờ là đến mùa của bánh này ấy cả nhà. Hết mùa là nó sẽ không sản xuất nữa đâu á. Ui, thì sẽ lấy hai hộp. Ghiền lắm. Cái này ngon á cả nhà ơi. Đây là món ăn mùa phục sinh, là for Easter. They always have this food. Mùa phục sinh ở Phần Lan sẽ có món này. Nó đen thui lùi á, nhìn hơi sợ sợ nhưng mà nó thơm ngon á. So we take this big one or take two? Get one hả? Or two? Làm từ vani. Chứ nó mời cả nhà cùng ăn nhé. Thì mua quả trà lá. Ở đây ngoài sữa động vật thì cũng có nhiều sữa hạt khác nhau, giống như là sữa gạo này. Rồi sữa cái này, nhưng mình quên sữa hạt nhân này. Rồi sữa đậu nành này. Sữa sô-cô-la, sữa vanilla. Đấy, thì ra là sữa hạt nhân này ăn cũng uống cũng ngon, hoặc sữa gạo uống cũng ngon đó cả nhà. Thì phải ăn cái bánh này ngay vốn luôn, tại vì Thúy chờ từ năm ngoái đến giờ là đã ăn cả năm trời rồi mới ăn lại được bánh này á. Có đợt thì thèm lắm nhưng mà đi chợ mua không có, mà vì họ không làm nữa, hết mùa không làm nữa. Bánh này ngon, giòn, thơm, nó không có ngọt lắm. Nó nếu mà ai không thích ngọt, không thích đường thì ăn cái này nó thì rất là dịu luôn, ngọt dịu mà thơm mùi vani. Giòn lắm cả nhà. Mời, xin mời cả nhà. Em Bon cũng có đồ ăn
quá. Trời ơi. Nằm nằm, ăn đi con, ngon quá. Ố. Ố. À, đang còn trong miệng. Bố đang lấy củi đi sao Nam à? Roska lalla. Oli kaksi lasta. Hannu ja Kerttu. Eetulla oli myös komea roska-auto, jolla hän uudisteli ympäri kaupunkia kerätä jätteitä suureen säiliin. Hannu ja Kerttu olivat aina isän mukana ja heillä oli yhdessä oikein mukavaa. Sitten eräänä päivänä isä rakastui, meni naimisiin ja Hannu ja Kerttu saivat äitipuolen. Mutta voi kurjuus, äitipuoli oli kaamaan kieli. Hän ei välittänyt Hannusta ja Kertusta ja roskautusta vähääkään. Hän oli hulluna maastolopoihin. Hän marisi ja haukkui isän jäteautoa, kunnes isä parhaan oli myytävä se ja ostettava vaimolleen komea nelivetoinen offroad maastoauto. Sillä he sitten ajelivat ympäri erämaita ja äitipuoli kiljahteli riemusta. Mutta ennen pitkään äitipuoli alkoi taas nurista. Minä haluan isomman moottorin ja isommat pyörät, hän sanoi. Minä haluan oikean monsterin. Isä ei kuitenkaan halunnut antaa viimeisiä pennoseen tällaiseen tarkoitukseen. Hannun ja Kertun piti saada ruokaa, hän sanoi. Ne aapoi sitten heitti lapset autonsa lavalle ja huristeli keskikaupungille suuren sitten Hän ajoi sinne tänne sokkeloisia käytäviä, teki yhtäkkiä pari terävää käännöstä ja niin Hannu ja Kerttu putosivat kyydistä. Äitipuoli ei ollut huomaavinaan. Kokeile nostaa paitaa, kokeile. Kokeilepa nostaa vähän paitaa, kokeile. Mene sitten. Con chạy thể dục hả? Ui. Ủa mang cả cái chổi quét nhà tắm mang ra đây luôn hả? Ném mang tay cả nhà vậy. Ui. Chạy thể dục trước khi ngủ à con? Chạy như vậy chút ngủ cho ngon nha. Cất vào chỗ cũ đi. Bỏ bàn tay lại, cất vào chỗ cũ. Cất bàn tay đi. Cất bao tay chưa? Em ơi, ngơ ngác vậy con, đấy, xem mà ngơ ngác luôn đấy, không thèm ngồi luôn, đứng như cái tượng luôn. Someone called daddy so late. Da. Con kê lên Kiki đi. Con nằm lên Kiki đi. Nằm lên Kiki. Đây này. Rồi. Con nói sao nhỉ? Giỏi quá. Con uống sữa rồi ngủ ngon nhá. Bây giờ mẹ nào. Bye bye ông bà cô chú ạ. Bye bye ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Em con ngủ ngon nha. Mẹ yêu em nhiều nha.